Xin chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi bản tin an ninh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Thanh Hóa triển khai nhiều giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Bắt giữ 3 đối tượng chiếm đoạt mua bán trên 500 kg thuốc nổ và 128 kíp nổ. Hiệu quả mô hình cổng trường an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Cùng với đó là những thông tin về an ninh trong nước đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, năm 2024, trước diễn biến phức tạp của tình hình tai nạn giao thông khi xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, tỉnh Thanh Hóa sẽ triển khai khẩn trương, hiệu quả các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông nhằm kéo giảm sâu tai nạn trên cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị địa phương, cơ quan chức năng có liên quan tiếp tục duy trì, nhân rộng và triển khai hiệu quả nghiêm túc các mô hình tự quản về an toàn giao thông. Năm 2023, toàn tỉnh đã xây dựng được 27 mô hình và phấn đấu đến năm 2025 sẽ xây dựng được 123 mô hình tại tất cả các địa phương trên địa bàn. Quá trình xây dựng các mô hình phải bám sát thực tiễn về tình hình giao thông tại địa phương, đơn vị, tránh hình thức lãng phí. Ngoài ra, các cơ quan chức năng cần phát huy tối đa các ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là hệ thống camera giám sát trong hoạt động quản lý, phát hiện và xử lý các vi phạm nếu có. Nghiên cứu, đề xuất nâng cao bảo trì hệ thống, đảm bảo hoạt động thường xuyên liên tục, không gián đoạn. Mọi vướng mắc khó khăn vượt thẩm quyền cần báo cáo Ủy ban dân tỉnh để tháo gỡ kịp thời. Mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân khi tham gia giao thông. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Hữu Vịnh, sinh năm 1976, ở phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn, và Đàm Minh Thành, sinh năm 1985, ở xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn, về tội chiếm đoạt vật liệu nổ, mua bán trái phép vật liệu nổ. Nguyễn Thị Thoa, sinh năm 1981, ở xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn, về tội mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vật liệu nổ. Kết quả điều tra xác định, Lê Hữu Vịnh là đối tượng được một chủ doanh nghiệp xây dựng thuê nhận và vận chuyển vật liệu nổ để bàn giao cho đơn vị thi công xây dựng công trình trên đảo Hòn Mê. Ngày 26 tháng 2 năm 2024, Vịnh liên hệ để nhận và vận chuyển 756 kg thuốc nổ AD1 và 128 kíp nổ để bàn giao cho đơn vị thi công. Tuy nhiên, trong quá trình tiếp nhận và vận chuyển, Lê Hữu Vịnh đã nhờ Đàm Minh Thành nhận và vận chuyển hộ mình, đồng thời cấu kết với Thành để lấy bớt một phần thuốc và kíp nổ mang bán lấy tiền chia nhau. Sau khi nhận vật liệu nổ từ đơn vị bàn giao, theo chỉ đạo của Lê Hữu Vịnh, Đàm Minh Thành đã lấy bớt 21 thùng thuốc nổ hơn 500 kg và 128 kíp nổ bán cho Nguyễn Thị Thoa với giá 375.000 đồng một kg thuốc nổ và 90.000 đồng một kíp nổ. Tổng số tiền Thoa phải trả cho Thành là 191,5 triệu đồng. Số tiền này Đàm Minh Thành vừa trừ nợ và chuyển qua tài khoản của Lê Hữu Vịnh trên 100 triệu đồng. Số còn lại sử dụng cho mục đích cá nhân. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông cho học sinh, trong những năm qua, mô hình cổng trường an toàn giao thông đã được triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Thông qua mô hình này, bước đầu đã góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực trường học, đồng thời cũng giúp cho phụ huynh, học sinh hiểu và thực hiện nghiêm túc luật giao thông đường bộ. Trước đây, vào các khung giờ cao điểm, đầu giờ vào học và cuối buổi tan học, tình trạng ùn tắc giao thông trước cổng trường tiểu học Thành Thọ, huyện Thạch Thành diễn ra thường xuyên. Nguyên nhân là do trường nằm trên trục đường chính, có nhiều phương tiện qua lại nên lưu lượng học sinh và phụ huynh tập trung xung quanh cổng trường rất đông vào giờ cao điểm, dẫn đến ùn tắc giao thông cục bộ. Thế nhưng từ tháng 1 năm 2024 đến nay, sau khi triển khai xây dựng mô hình cổng trường an toàn giao thông, tình trạng trên đã giảm hẳn. Nhà trường đã kiện toàn lại ban chỉ đạo và xây dựng đội xung kích gồm 20 em học sinh khối 4 năm thường xuyên đứng ở khu vực cổng trường cùng với giáo viên được phân công để thực hiện tốt cái cổng trường an toàn giao thông. Nhà trường đã làm tốt công tác tuyên truyền tới các bậc phụ huynh và các em học sinh qua nhiều hình thức, cho nên là cổng trường của trường tiểu học Thành Thọ đã trở thành cổng trường an toàn và trật tự an ninh, là điểm
tin cậy cho phụ huynh cũng như là nhân dân về cái sự an toàn cho các con khi đến trường. Công an xã Anh Thọ đã tham mưu cho Đảng ủy chính quyền địa phương, trước tiên là ra một cái văn bản chỉ đạo Ủy ban nhân dân và các ban ngành đoàn thể, và đã triển khai đến các cái nhà trường, đặc biệt là ba trường, trường tiểu học và trường trung học cơ sở và trung học phổ thông. Thì đối với trường học cơ sở Thanh Thọ nằm trên cái tuyến quốc lộ là tỉnh lộ 523 của tỉnh, cho nên là lấy cái đơn vị này làm trường để triển khai điểm, thì trong đó có áp dụng các cái công nghệ về kỹ thuật như là lắp đặt camera và tham gia thực hiện theo dõi trên các hình ảnh. Đến nay, toàn tỉnh đã có 240 mô hình cổng trường an toàn giao thông được triển khai và duy trì hoạt động. Để phát huy hiệu quả của mô hình, bên cạnh việc phối hợp với các đơn vị chức năng lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo hiệu, biển chỉ dẫn và kẻ đường, lực lượng công an đã phối hợp với các nhà trường thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền để phụ huynh và học sinh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông và ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông. Ban giám hiệu các nhà trường cũng xây dựng nội quy, quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng giáo viên và thành lập các đội xung kích, đội cờ đỏ để làm nhiệm vụ phối hợp giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Được sự phối kết hợp của Công an thị xã Bỉm Sơn, Công an phường Ba Đình cũng như Tổ an ninh khu phố 6 về để thực hiện hướng dẫn phụ huynh học sinh thực hiện cổng trường an toàn, và được sự hưởng ứng rất là nhiệt tình của phụ huynh, và thực sự là một cổng trường an toàn được phòng giáo dục cũng đã được tuyên dương. Đối với chương trình này là đã đưa ra nhiều cái nội dung và mục tiêu giải pháp rất rõ ràng, cho nên là nhận thức của đội ngũ cán bộ giáo viên và học sinh trong toàn ngành được nâng cao. Đặc biệt là đối với cái mô hình cổng trường an toàn giao thông thì chúng tôi thấy cái hiệu quả đã đạt được rõ rệt hơn. Và cái này nó đã tạo cái thói quen, hình thành ý thức tham gia giao thông cho các cháu ngay ở trong trường. Mô hình cổng trường an toàn giao thông là một trong những mô hình trọng điểm thuộc chương trình phối hợp số 11 giữa Bộ Công an với Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tại Thanh Hóa, việc triển khai mô hình đã từng bước nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi, lập lại trật tự kỷ cương trong việc chấp hành quy định về pháp luật giao thông đường bộ của học sinh, phụ huynh khi tham gia giao thông. Qua đó, có phần hình thành văn hóa giao thông cho học sinh ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường. Chuyển sang mục an ninh toàn cảnh với một số tin tức an ninh trật tự trong nước đáng chú ý. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Tây Ninh vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can Nguyễn Thế Hùng, còn gọi là Cò, 73 tuổi, trú phường 14, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, về hành vi giết người. Tại cơ quan công an, đối tượng Hùng khai do đã có mâu thuẫn trong việc phân chia đất của gia đình nên đến nhà người cháu để giải quyết. Tại đây, Hùng thấy nạn nhân ở nhà một mình nên dùng búa đánh nhiều nhát vào người làm nạn nhân tử vong. Sau đó, thấy chồng nạn nhân đi về, Hùng tiếp tục dùng dao chém vào người chồng gây thương tích nặng. Công an thành phố Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk đang củng cố hồ sơ để khởi tố 4 đối tượng về hành vi mua bán người. Trước đó, ngày 15 tháng 3, một cô gái 19 tuổi là nhân viên quán karaoke ở địa chỉ 307 Lý Thường Kiệt, thành phố Buôn Ma Thuật, trình báo cơ quan công an về việc mình bị quản lý quán karaoke bán cho người khác với giá 20 triệu đồng. Qua điều tra xác minh, cơ quan công an đã bắt giữ 4 người có liên quan về hành vi mua bán người. Từ đầu tháng 1 đến nay, đã có 292 gói ma túy, tổng trọng lượng gần 300 kg trôi dạt vào bờ biển ở Quảng Ngãi. Đây là số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện ở bờ biển Việt Nam. Tất cả số ma túy trên có đặc điểm nhận dạng bên ngoài giống nhau, được bọc kỹ bằng 7 lớp ni lông và cao su chống thấm. Những gói ma túy này còn rất mới, chưa bị hàu, sinh vật biển bám vào. Bộ đội biên phòng và công an tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai lực lượng tiến hành điều tra, tập trung thu gom lượng ma túy trôi dạt, đồng thời phát động người dân tố giác tội phạm, tăng cường cảnh giác và thông báo ngay với lực lượng biên phòng khi có vấn đề khả nghi. Bước đầu nhận định, đây có thể là số ma túy do tội phạm xuyên quốc gia vận chuyển bằng đường biển. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin an ninh hôm nay tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.